Chào quý vị, tôi là Ngọc Diệp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm hệ sinh. Công nghệ 4.0 vào các dự án bất động sản tại Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi đã dành toàn bộ tâm huyết và nguồn lực của mình để kiến tạo nên một hệ sinh thái Smart Living thông minh và tiện lợi nhất dành cho những cư dân của Sunset Home. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho nội khu và các tòa nhà của Sunset Home, chúng tôi đã nghiên cứu phát triển hệ thống kiểm soát an ninh thông minh Smart Security. Với những tính năng ưu việt, vừa đáp ứng khả năng bảo mật tối đa, lại thông minh, thuận tiện cho cư dân khi sinh sống trong tòa nhà. Thưa quý vị, ở trước mặt Ngọc Diệp hiện tại là hệ thống Face ID được lắp đặt tại các tòa nhà. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng check-in cùng Face ID nhé! Thưa quý vị, ngoài tính năng nhận diện gương mặt thì hệ thống Face ID còn có tính năng gọi điểm đến, đó là sẽ giúp quý vị gọi thang máy và đưa quý vị đến đúng số tầng căn hộ mà quý vị đang sinh sống. Quý vị có thể nhìn thấy ở trên cánh cửa đã được lắp đặt hệ thống Smart Lock và cánh cửa này sẽ được mở bằng 3 cách khác nhau. Thứ nhất là sẽ mở bằng vân tay. Thứ hai là sẽ mở bằng mật mã. Và thứ ba thì quý vị có thể mở bằng thẻ cư dân của Sunshine. Wow, thật là bất ngờ đúng không quý vị? Ngay khi mà Ngọc Diệp vừa bước vào căn nhà của mình thì toàn bộ hệ thống đèn đã được bật sáng. Hệ thống điều hòa cũng như là rèm cửa tự động được mở ra, giống như là đang chờ đón chủ nhân của mình trở về nhà vậy. Để có được điều này, trước khi trở về căn hộ, Ngọc Diệp đã thiết lập sẵn một kịch bản Sunshine Smart Home cho các thiết bị trong nhà. Ví dụ, bình nóng lạnh sẽ tự bật, điều hòa nhiệt độ sẽ khởi động, rèm cửa hé mở, hệ thống sẽ tự động định vị và giữ chỗ đậu xe ô tô còn trống gần nhất. Đây là điểm rất khác biệt so với các căn hộ Smart Home thông thường trên thị trường hiện nay và quý vị hoàn toàn có thể tự thiết lập các kịch bản tùy ý dựa trên sở thích của mình. Hey Google, thời tiết hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thế nào? Dự báo thời tiết tại Hồ Chí Minh hôm nay 31 độ có dông bão. Wow, thưa quý vị, Ngọc Diệp vừa tương tác với một thiết bị rất là thông minh mang tên là Smart Speaker được lắp đặt tại tất cả các phòng trong căn hộ. Và thiết bị này thì sẽ là một người trợ lý cho những chủ nhân của căn hộ của mình có thể bật tắt hệ thống đèn, có thể bật tắt TV, có thể đóng rèm cửa và hỗ trợ điều khiển các thiết bị thông minh khác. Tôi có thể ra lệnh cho trợ lý thông minh của mình ngay lúc này đây. Hey Google, đóng rèm cửa. Được rồi, đang đóng 5 thiết bị. Bên cạnh những thiết bị thông minh mà Ngọc Diệp đã giới thiệu với quý vị trước đó thì đây cũng là một người trợ lý vô cùng thông minh, camera 360. Camera này có góc quan sát rất rộng, giúp quý vị có thể bao quát toàn căn hộ của mình từ những chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt là với những căn hộ có diện tích rộng như là duplex, penthouse, sky villas. Thiết bị camera này cũng được liên kết với ứng dụng Sunshine Smart Home. Khi có người lạ đột nhập vào nhà, sẽ gửi thông báo đến ứng dụng của quý vị và ngay lập tức quý vị có thể gọi bảo vệ, liên hệ với ban quản lý tòa nhà để có biện pháp xử lý tức thời. Vâng, rất tiện lợi và rất an toàn, đúng không quý vị? Thưa quý vị, ngoài việc tương tác trên Sunshine App thì ngay tại căn hộ của mình, Ngọc Diệp cũng có thể sử dụng một thiết bị rất là thông minh, đó là màn hình lobby phone. Tính năng đầu tiên đó là gọi thoại ra bên ngoài. Quý vị có thể sử dụng tính năng này để liên hệ với những danh bạ đã được lưu trữ trên hệ thống. Và thứ hai thì quý vị có thể quan sát đó là có hòm thư điện tử. Đối với hòm thư này thì quý vị sẽ nhận được các thông tin cập nhật thường xuyên từ ban quản lý tòa nhà. Tính năng thứ ba là tính năng SOS.
quý vị có thể gọi bảo vệ trong những trường hợp khẩn cấp hoặc liên hệ các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật trong trường hợp cần thiết. Và điều đặc biệt hơn cả mà Ngọc Diệp muốn giới thiệu với quý vị sau đây đó là tính năng monitor ở trên màn hình. Tính năng này cho phép quý vị có thể truy xuất dữ liệu camera an ninh tại các khu vực công cộng. Chúng ta có thể quan sát tại khu vực bể bơi, khu vực nhà hàng hay là thư viện xem là tình trạng như thế nào để chúng ta có thể lên cho mình một lịch trình hợp lý nhất cho gia đình. Đặc biệt với những gia đình có các cháu nhỏ thì quý vị có thể quan sát các bé đang vui chơi ở khu vực nào và có an toàn hay không. Vâng, thật là tiện lợi đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, vừa rồi là tính năng chung hình kỹ thuật số được liên kết tới màn hình Lobby Phone. Tại đây thì quý vị có thể quan sát xem vị khách nào ngày hôm nay đến thăm gia đình của mình. Thưa quý vị, trên tay Ngọc Diệp đang là tấm thẻ cư dân Sunshine Home. Đây là một tấm thẻ tích hợp rất nhiều tính năng và tiện lợi. Bên cạnh tính năng như một thẻ cư dân thông thường để ra vào tòa nhà cho cư dân, gọi thang máy, sử dụng các dịch vụ tiện ích thì tấm thẻ này còn tích hợp tính năng ATM. Ngoài ra thì tấm thẻ này còn được liên kết với các ứng dụng của Sunshine Group như là Sunshine Cap và Sunshine Pay. Khi tấm thẻ này được liên kết với các ứng dụng trên thì cư dân có thể sử dụng để thanh toán các chi phí thiết yếu như là điện, nước, thanh toán tại nhà hàng, thanh toán tại rạp chiếu phim, thanh toán chi phí gọi xe và những chi phí khác. Vâng, thật tiện lợi đúng không quý vị? Một tấm thẻ vạn năng tích hợp rất nhiều tính năng khác nhau, quý vị sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều tấm thẻ dành cho những nhu cầu khác nhau của mình mà tất cả sẽ được tích hợp trong chiếc thẻ nhỏ nhắn và xinh xắn như thế này. Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì cuộc sống của chúng ta trở nên thư thái và thoải mái hơn rất là nhiều. Điển hình là hệ thống Smart Parking mà Ngọc Diệp sẽ cùng quý vị trải nghiệm ngay sau đây. Trước khi trở về nhà, Ngọc Diệp có thể kiểm tra chỗ trống ở dưới hầm để xe để đăng ký cho xe của mình vị trí đỗ. Và điều này giúp cho Ngọc Diệp cũng như là những cư dân của Sunshine Home tránh được tình trạng phải lái xe lòng vòng khi mà di chuyển đến khu vực hầm để xe tại tòa nhà của mình sinh sống. Ngoài ra, công nghệ này hỗ trợ định vị và điều hướng xe đi tới vị trí đã đăng ký. Bên cạnh đó, việc tự nhận diện biển số một cách nhanh chóng cũng là lợi thế làm giảm thiểu tình trạng ách tắc vào những giờ tan tầm đông đúc. Quả thật là sau một ngày làm việc mệt mỏi như thế này thì những công đoạn trở nên thuận tiện và nhanh chóng sẽ giúp chúng ta cảm thấy thư thái và thoải mái hơn rất là nhiều. Trung tâm kiểm soát an ninh bằng hệ thống camera ở khắp mọi nơi và màn hình monitor. Tại đây, bộ phận phụ trách sẽ có thể quan sát mọi ngóc ngách của khu vực bãi đỗ xe, đảm bảo sự an toàn luôn được duy trì. Không chỉ được trang bị hệ thống camera thông thường tại các tòa nhà của Sunshine Group, còn áp dụng camera nhận diện khuôn mặt. Bạn chỉ cần lái xe qua hệ thống kiểm soát này, toàn bộ dữ liệu về biển số xe, gương mặt của chủ nhân chiếc xe, ngày, giờ ra vào đều được ghi nhận, cập nhật trên hệ thống, tạo ra một môi trường sống cực kỳ an toàn cho cư dân. Vâng thưa quý vị, với những tiện ích công nghệ 4.0 mà ngày hôm nay Ngọc Diệp vừa cùng quý vị trải nghiệm thì quả thật Sunshine Group không chỉ dừng lại ở Smart Home mà tất cả đã được nâng tầm trở thành Smart Living đầy đẳng cấp. Ngọc Diệp tin rằng những căn hộ thông minh của Sunshine Home sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng bậc nhất cho những cư dân hiện đại ngày nay. Và đặc biệt, hầu hết những ứng dụng trên đều được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin của Sunshine Tech, một đơn vị thành viên của Sunshine Group. Chúng tôi đã, đang và sẽ liên tục cải tiến, cập nhật một cách linh hoạt để tối ưu trải nghiệm cho người dùng. Đây cũng là một điểm đột phá khác biệt mà Sunshine Group tiên phong phát triển cho các dự án Sunshine Home. Trong đó có dự án Sunshine City Sài Gòn. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng.